Cơ quan huyện ủy, khối dân phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2022. Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động. Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2022, cơ quan huyện ủy đã tổ chức phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hải Dương, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Quế, phó bí thư thường trực huyện ủy cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các ban xây dựng đảng, văn phòng huyện ủy, trung tâm chính trị huyện. Phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tích cực tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội. Để có thêm động lực giúp hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống, sớm vươn lên thoát nghèo bền vững, cũng như thực hiện mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan huyện ủy đã tích cực hưởng ứng phong trào. Ngay trong buổi phát động, các đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan huyện ủy Thanh Chương đã quyên góp, ủng hộ quỹ vì người nghèo của huyện với tổng số tiền trên 8,3 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa, đóng góp thiết thực vào các nguồn quỹ và thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn, tạo nguồn lực hỗ trợ cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Cùng nội dung trên, sáng ngày 22 tháng 4 năm 2022, cơ quan khối dân cũng tổ chức lễ phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2022. Dự và chỉ đạo có đồng chí Phan Đình Hà, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Lê Thiết Hùng, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Bí thư Đảng bộ cơ quan khối dân. Năm nay, Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Chương phát động sớm hơn để chủ động nguồn lực hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà đại đoàn kết và chăm lo cho người nghèo, những người yếu thế trong toàn huyện. Buổi phát động đã nhận được hơn 7 triệu đồng từ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội huyện và quỹ tim, phòng giao dịch số 3 chi nhánh Đô Lương, Nghệ An. Như vậy, tính từ thời điểm ban hành kế hoạch phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2022, đến nay, Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiếp nhận được hơn 300 triệu đồng vào tài khoản quỹ vì người nghèo huyện và tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn.